Chỉ cách Hà Nội hơn 1 giờ lái xe, Hòa Bình được xem là một điểm đến lý tưởng dành cho những chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày. Hơn thế nữa, Hòa Bình còn sở hữu một điều kiện tự nhiên đa dạng, tạo nên những danh lam thắng cảnh mê đắm khách bốn phương. Trong đó, Thung Nai sở hữu phong cảnh cực kỳ nên thơ, vẻ hoang sơ nhưng không kém phần lãng mạn. Cũng chính bởi lẽ đó mà các dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Hòa Bình mới trở nên hấp dẫn và nhộn nhịp. Trong số đó, có một dự án tái hiện lại một trấn cổ đầy thơ mộng, nơi gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, một dự án đầu tư độc đáo tại Thung Nai, Hòa Bình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cơ hội đầu tư có 102 này nhé! Xin chào mọi người, tôi tên là Hà My và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một dự án vô cùng tuyệt vời đến từ HH Group. Một dự án mang nét hoài cổ, tái hiện lại các cổ trấn nổi tiếng trên toàn thế giới. Và đây chắc chắn sẽ là một địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn và sôi động trong tương lai. Và cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời cực kỳ hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư đang quan tâm đến bất động sản nghỉ dưỡng. Và đây chính là dự án Memory Tiểu Hoa Cổ Trấn. Nằm bên cạnh cảng Thung Nai đẹp đến say đắm lòng người, nơi đất nước hữu tình hài hòa đầy thơ mộng, nơi cây cối xanh trong, không khí trong lành, yên bình và nên thơ, sẽ là một tiểu hoa cổ trấn đầy trữ tình ẩn hiện giữa những vách núi sừng sững cùng mây trời. Với diện tích 10.000 m² cùng mô hình làng du lịch có chủ đề thể hiện hình ảnh các cổ trấn nổi tiếng là làng Gifu, Nhật Bản và Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc, tiểu hoa cổ trấn tái hiện lại một thị trấn cổ với cảnh sắc nên thơ và hùng vĩ của núi rừng ngòi hoa, một cảnh sắc trên bến dưới thuyền lung linh dựa vào địa mạo thực tế, cùng hệ thống đường cảnh quan, cầu bến thuyền, hệ thống nhà hàng, khu du lịch tiện ích, tiện siêu thị, cầu cảng, bungalow mặt nước. Như các bạn đã nhìn thấy ở đây, toàn bộ dự án đã và đang được khởi công xây dựng. Dự án được phân lô và chia tách rõ ràng bao gồm hai khu nhà dorm và 8 bungalow trên mặt nước, cùng với đó là sổ đỏ chính chủ, pháp lý cực kỳ minh bạch rõ ràng. Đây là một trong những dự án có tính độc đáo về mặt ý tưởng, hứa hẹn trở thành cơn sốt du lịch đầy hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu đầu tư sinh lời cao và thanh khoản vốn nhanh chóng cho các nhà đầu tư. Một trong những điểm nhấn quan trọng làm nên độ hot của dự án đó chính là vị trí của tiểu hoa cổ trấn cực kỳ thuận lợi. Ngoài địa thế đắc địa trời ban, tiểu hoa cổ trấn có lợi thế về vị trí địa lý. Bạn có hai cách để đi đến trấn cổ, một là con đường với cảnh sắc núi non trùng điệp, sông Đà lượn quanh, cảng Thung Nai nên thơ với những hòn đảo chẳng khác gì một hạ lòng thu nhỏ. Con đường thứ hai đến với cổ trấn tiểu hoa đó chính là đi thuyền dọc theo sông Đà và cảng Thung Nai để đến với dự án. Một vị trí với cung đường hấp dẫn như vậy chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn cực kỳ độc đáo cho dự án đặc biệt này. Đó là lý do vì sao mà tiểu hoa cổ trấn Memory lại trở thành một cơn sốt đầu tư ở thời điểm hiện tại. Có rất nhiều nhà đầu tư đã và đang quan tâm cũng như tham gia vào dự án như một lời khẳng định của chất lượng về một trong những dự án độc tôn độc nhất của HH Group. Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng đây là một trong những dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, rõ ràng về pháp lý, minh bạch về vốn đầu tư, quy hoạch bài bản, chủ đề độc nhất vô nhị, địa thế đắc địa, vị trí thuận lợi, quả là một cơ hội đầu tư cực kỳ hiếm có, đã đầu tư là chắc chắn thắng.